Thưa bác sĩ, có rất nhiều bệnh nhân thắc mắc rằng sau khi phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày để giảm cân thì phần dạ dày còn lại trong cơ thể có bị giãn ra nữa không ạ? Vâng, mặc dù sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, thể tích của dạ dày chỉ còn khoảng 20 đến 30% cái thể tích ban đầu. Tuy nhiên thì sẽ không có hiện tượng cái dạ dày nó giãn to ra. Cái dạ dày nó giãn to ra chỉ xuất hiện khi nào cái lỗ mồn vị nó bị tắc, tức là cái lưu thông thức ăn nó không diễn ra được thì dần dần nó sẽ bị giãn dạ dày ra. Ví dụ như một số bệnh lý, ví dụ như loét hành đại tràng gây biến chứng hẹp mồn vị, hoặc là một cái khối ung thư dạ dày nó ở vị trí của mồn vị, nó làm tắc cái lưu thông của dạ dày thì cái phần trên cái chỗ tắc thì nó sẽ bị giãn ra. Chứ còn thì mặc dù là dạ dày thể tích nó sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, mặc dù là cái thể tích nó nhỏ lại nhưng cái dòng lưu thông của nó hoàn toàn bình thường, cho nên là dạ dày sẽ không bao giờ có tình trạng giãn ra. Dr. Nguyễn Anh Tuấn, tiên phong trong thu nhỏ dạ dày giảm béo, cam kết đồng hành suốt đời cùng người bệnh.